Chăm sóc bé gấu trúc. Em bé đói rồi, hãy cho em bé ăn nào. Đi ăn. Mặc yếm cho em bé trước khi ăn. Trái cây xay nhuyễn. Kéo dây để xay nhuyễn các quả trái cây. Ồ, bữa ăn ngon miệng đã sẵn sàng. Nhớ lau sạch miệng cho em bé nhé. Chỉ sử dụng vừa đủ, đừng lãng phí khăn ăn. Ăn nhiều hơn và lớn nhanh hơn nào. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Đã đến lúc đi tắm rồi, hãy cùng tắm sạch sẽ cho em bé nào. Đi tắm. Em bé cảm thấy sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Có lẽ em bé đi vệ sinh rồi. Tháo bỏ tã bẩn. Sau đó, mặc tã sạch sẽ cho em bé. Thank you.
Ôi, em bé buồn ngủ rồi. Đi ngủ. Hãy vệ sinh miệng cho em bé trước khi đi ngủ. Hãy vệ sinh răng cho em bé. Hãy ru em bé ngủ. Một món đồ chơi mềm mại sẽ giúp em bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Bé Kiki đang ngủ ngon. Em bé thích chơi trò ném đồ chơi vào giỏ. Chúng mình cùng chơi với nhau nhé. Ném đồ chơi vào giỏ. Ném đồ chơi vào giỏ. Đúng rồi, bạn đã hiểu rồi đó. Ném đồ chơi vào giỏ để nhấn được một chiếc giỏ lớn hơn. Tuyệt vời! Em bé muốn được chơi với bạn một lần nữa. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn.